Mưa lớn kéo dài liên tục khiến khu dân cư Khe Cạn, quận Thanh Khê, Đà Nẵng bị ngập sâu trong nước. Người dân sống phải thức trắng đêm. Theo người dân, do công trình cống thoát nước Khe Cạn vướng giải tỏa đền bù không thể thi công, nên hạ tầng kỹ thuật khu vực chưa thể khớp nối dẫn đến ngập úng. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, trong 24 giờ qua, lượng mưa tại thành phố Đà Nẵng phổ biến từ 100 đến 200 mm, gây ngập úng cục bộ ở vùng thấp trũng. Thiên tai trái mùa, người dân cần tập trung chú ý theo dõi bản tin cảnh báo sớm. Đặc biệt, ở vùng núi, cẩn trọng sạt lở, cần chủ động có phương án đối phó để giảm bớt thiệt hại.